Chào mọi người đến với kênh yêu cây. Đây là cây hoa giấy của mình ha mọi người. Hiện tại nó cũng đã ra bông cũng được được rồi mọi người. Thì sau khi mà cây nó đã ổn định rồi thì mình sẽ tiến hành mình chiết cành ha mọi người. Mình nhân giống cây hoa giấy của mình. Tại vì mình đang có ý tưởng là mình trồng dọc cái hàng rào. Nhưng mà kinh phí thì có hạn nên mình sẽ tận dụng cái cây này nó nhiều cành nhánh để mình chiết ra thành nhiều cây con ha mọi người. Hoa giấy thì nó cũng rất là dễ chiết, chỉ cần mình khoanh vỏ sau đó thì mình bó bầu là nó sẽ ra rễ nha mọi người. Ở đây thì mình sẽ không sử dụng cái phương pháp dăm cành, lý do là mình chưa có giá thể sẵn nha mọi người. Với dăm cành thì có vườn ươm đồ nó mới phát triển ổn định mọi người. Thứ hai nữa là khi dăm thì nó sẽ không được cái cành nó dài. Còn đây mình sử dụng phương pháp chiết thì lúc mà cái cành cây con ra mọi người thì nó sẽ cao hơn, nó khoảng lên được khoảng 1 mét đó mọi người. Thì nó sẽ tiện cho mình sau này để mình thiết kế cái hàng rào của mình. Nên mình chọn cái phương pháp chiết cành hết mọi người. Nhưng mà dăm cành thì nó sẽ được cái số lượng nhiều hơn và cách làm nó cũng nhanh hơn nữa. Chiết này thì cái phân đoạn mà khoanh vỏ nó khá là lâu hết mọi người. Với mọi người khoanh kỹ kỹ ha. Nếu mà mình khoanh sót vỏ thì nó sẽ liền da, nó không có ra rễ. Và mọi người lưu ý là mình không có gọt cái phần da nó dài quá hết mọi người. Nếu mà gọt nó dài quá có thể chết cái cành chiết của mình. Ở đây thì mình chủ yếu là mình để ý mình cho cái vết khoanh của mình nó sạch và nó đều hết mọi người. Và hai cái dòng khoanh á thì nó phải ngọt là được. Thì ở đây mình có thể mình cạo cái phần vỏ vô cái phần gỗ một xíu được hết mọi người. Chung là cũng sẽ cạo một xíu phần gỗ á, nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cây của mình, nhưng mà nó sẽ đảm bảo là cây nó sẽ không có bị liền da hết mọi người. Cây hoa giấy này thì rất là dễ chiết rồi. Tại vì dăm nó cũng rễ ra rễ đó mọi người. Thường mà mình có những cái ai mà người ta kiểu người ta cắt tỉa mọi người thì mình lại mình xin cái cành về, mình cắt ra một đoạn khoảng 1 gang tay mình dăm xuống đất, mình cắt xéo xong mình dăm xéo xéo là nó sẽ lên hết mọi người. Thì trên vườn mình cũng có dăm một số ở những cái vị trí mà kiểu nó độ ẩm cao mọi người và đất nó tơi xốp á thì mình cắt cành về mình dăm. Nói chung là mình tận dụng nhiều phương pháp để mình mau hoàn thành cái ý tưởng của mình. Hy vọng là tới khoảng cuối năm sau mọi người thì nó sẽ lên hình được xíu. Chung là đầu tư cũng nhiều mọi người, tiền bầu ươm rồi tiền phân bón rồi nữa. Nên mình tiết kiệm được cái nào mình tiết kiệm hết mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ tiết kiệm cái phần giống trước. Đây là cái vết khoanh của mình hết mọi người. Sau khi khoanh thì mình sẽ để cho vết khoanh nó khô khoảng chừng 15 phút hết mọi người. Sau khi cái vết khoanh của mình nó đã khô á mọi người thì mình sẽ tiến hành mình bó bầu. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái giá hễ là lục bình ha mọi người. Lục bình khi mà mình ngắt cái rễ ra thì mình sẽ đem lên mình phơi khô khoảng 3 ngày. Rồi đến khi nào mình sử dụng á mọi người thì mình sẽ nhúng nước lại và bóp cho nó như thế này. Mình sẽ xé cho nó đều ha mọi người. Mình bóp cái cục lục bình sao mà nước á mọi người nó rỉ ra những cái kẻ tay của mình là được. Đó là cái độ ẩm vừa đủ, không quá ẩm cũng không quá khô ha mọi người. Thì lục bình nó dễ chiết hơn vườn dừa cái là khi mà mình cố định cái bầu ở trên cái cành đó mọi người thì mình chỉ cần bóp lại là nó sẽ dính lại ha mọi người. Còn cái vườn dừa thì nó sẽ khó hơn, khó thao tác hơn xíu. Đây thì mình sử dụng túi ni lông để mình cột lại ha mọi người. Này thì mọi người cột làm sao cho cái bầu mình nó cứng và nó không có bị thoát cái độ ẩm ra ngoài là được hết mọi người. Không cần quá chú tâm kỹ hoặc là đẹp đâu. Chủ yếu là nó sẽ giữ ẩm trong cái bầu này là cây nó sẽ kích thích cái cành chiết mình nó ra rễ. Thì mình sẽ sử dụng cây dây để mình cố định cái bầu hết mọi người. Mình sẽ cố định cái phần trên cũng như là phần dưới của cái bầu á mọi người. Thì thuật ngữ cũng khó giải thích nha mọi người. Mọi người chịu khó quan sát mình làm ha. Bông giấy này là bông giấy Mỹ ha mọi người. Bông giấy Mỹ thì được cái sau này nó sẽ có cái bộ rễ khá là đẹp. Với lá của nó cũng khít nữa mọi người. Nhưng mà nếu mà mình trồng hàng rào chắc mình phải ghép để cho nó được nhiều màu mọi người. Tại bông giấy Mỹ này nó có màu đỏ hồng không à. Thì cơ bản cái quá trình chiết là như thế ha mọi người. Đây là thành quả sau khi mình đã chiết xong ha mọi người. Cái bầu của mình cũng khá là cứng. Chú ý cột hai đầu mọi người, mình hơi siết siết một xíu thôi, không có cần siết quá mạnh ha mọi người. Siết mạnh quá nó tổn thương cái phần da thì nó cũng ảnh hưởng lắm. Ở đây thì mình cũng đã khoanh vỏ rất là nhiều rồi. Thì mình sẽ tiến hành mình chiết hết những cái cành này ha mọi người. Đây là thành quả cuối cùng khi mình đã bó bầu xong hết rồi mọi người. Rất là nhiều luôn. Hy vọng thì nó sẽ ra rễ đều và sau này thì mình sẽ thực hiện nhanh cái dự án của mình. Mọi người cùng đón xem thành quả với mình ha mọi người. Kênh của mình thì sẽ cứ tiếp tục quay clip khá là dài nữa. Nhưng mà dạo này mình ít ra video mọi người nên nó hơi bị giảm tương tác xíu. Nên mọi người cũng chịu khó theo dõi mình ha. Với cái buổi mình chiết cây mọi người là buổi chiều nên ít nắng. Cái video nó hơi tối ha mọi người. Mọi người chịu khó quan sát ha. Chào mọi người, sau 15 ngày kể từ lúc mình chiết những cây bông giấy của mình thì đã có những cái bầu đầu tiên nó ra rễ rồi ha mọi người.
Đây, rễ ra rất là nhiều và đều luôn. Chủ yếu là những cái nhánh to nó sẽ ra rễ trước nha mọi người. Và những cái nhánh bé hơn thì nó ra rễ chậm hơn. Nhưng mà mình thấy nó vẫn có phúng phúng rễ rồi nha mọi người. Thì mình sẽ tiến hành mình cái bầu xuống để mình trồng. Ở đây thì sau khi cắt xuống thì mình sẽ có hai phương hướng nha mọi người. Một là mình tiếp tục cho nó vào cái chậu nhựa để mình dưỡng. Hai là mình trồng hẳn ra đất luôn. Nếu mình trồng hẳn ra đất thì mình sẽ chịu khó mình che phủ cái cây của mình trong 3 ngày đầu ha mọi người. Để cho nó tránh thoát hơi nước và rễ nó được bám vào cái phần đất của mình. Cây giấy của mình nó cũng phát triển khá là mạnh rồi mọi người. Khá là cao rồi. Hồi xưa mình mua cây này cao để chủ yếu mình làm cái hàng rào mọi người. Thì mình sẽ tiến hành mình cắt cây ha mọi người. Ở đây thì mình cứ canh phát cắt từ cái nút thắt ở bên dưới của cái bầu á mọi người là được, hạn chế cắt quá dài ha mọi người. Cắt như mình cắt là được. Cây này của mình nó cao gần cả mét mấy luôn mọi người. Như thế này thì mình trồng xuống làm hàng rào nó sẽ nhanh hơn là khi mình dâm. Và cái thời gian từ lúc mình dâm tới giờ cũng mới có khoảng 15 ngày ha mọi người là cây nó đã ra rễ rồi. Cây này thì nó sẽ có nhiều cái cành phụ ha mọi người và mình sẽ tỉa hết, mình không có để lại ha mọi người. Tại vì khi mà trồng ra mà cây nó bự và nó nhiều lá như thế này thì cái bộ rễ á mọi người nó sẽ không có nuôi nổi, nó cũng sẽ rụng thôi. Và mình tỉa trước để cho cái sức của cây nó còn ha mọi người. Và cái này trồng xuống thì mình độ nó sẽ rụng lá hết nha mọi người. Giống như lần trước mình trồng hai cái cây ông giấy ngay đây nè, cây ông giấy bự á, 3 ngày đầu là nó rụng tụ lưỡi lá luôn, sau đó nó mới ra lá mới, sau đó thì nó mới ra lá mới lại. Thì mình sẽ tiến hành mình đi trồng ha mọi người. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn cái bầu cây. Bầu cây thì trong đó mình có bón lót bằng cái phân hữu cơ là phân dê, mình đã ủ sẵn. Và mình trồng sẽ cho cái em giấy nó tựa cái trụ hàng rào lên ha mọi người. Cái này thì mình sẽ uống để cho nó ra hình, nó làm cái hàng rào của mình nó thêm sinh động ha mọi người. Hai cây táo của mình này mình tẻ nó trống lỏng luôn rồi. Thì mình sẽ tiến hành trồng cây. Cây thì khá là cao luôn mọi người, trồng xuống một cái là cao hơn mình luôn. Chung là mình muốn làm nhanh thì mình sẽ sử dụng cái phương pháp chí cành. Còn muốn nhân nhanh thì mình sẽ dâm cành nó sẽ nhanh hơn hết mọi người. Thì mình sẽ cố định cái cây và tiến hành tháo bầu để trồng hết mọi người. Bầu này thì mọi người có thể cắt để cho nó nhanh ha. Rễ cũng khá là nhiều. Nhưng mà nếu nhiều so với cái bầu thôi mọi người. Còn so với cái cây thì cái bộ rễ này khá là ít nha. Nên khi trồng xuống thì mình sẽ sử dụng cái lưới đen để mình che cái cây lại mọi người. Chiếc như thế này là cũng khá là thành công rồi mọi người. Với bông giấy thì theo mình được biết thì nó khá là dễ. Nói chung là cây nào mà dâm cành dễ mọi người, là chiết cành nó cũng dễ luôn. Vài bữa thì mình sẽ chiết thêm những cây ổi rồi này kia, mình chiết thử cho mọi người xem hết ha mọi người. Với phần nữa mình nhân nhanh cái số lượng cây trên vườn của mình để mình trồng cho nó phủ mặt hết. Tại vì phủ mặt hết thì nó sẽ có cái lợi là khi mà nắng á mọi người, thì nó cái bốc khót hơi nước của cái đất của mình nó sẽ bị nó giảm đi. Và nó tiết kiệm cái phần nước tưới cho mình. Còn hiện tại thì sau một ngày nắng đó mọi người thì khu đất của mình nó kiểu như khô rang vậy á. Nên mình sẽ tranh thủ để mình phủ kín cái mặt của cái khu đất của mình. Sau này mình quay video cho nó đẹp nữa. Thì cây thì sau khi bỏ vô thì mình sẽ đổ đất vào ha mọi người. Rồi sau khi trồng thì mình sẽ tưới lại cho cây nó có độ ẩm. Hoa giấy theo mình thì nó khá là dễ trồng ha mọi người. Và đây là thành quả của mình. Cuối cùng thì mình sẽ sử dụng một cái thanh tre để mình cố định nó lại ha mọi người. Và mình sẽ tiếp tục cập nhật cây của mình trong thời gian tới ha mọi người. Và những video sau thì mình sẽ trồng những cái cây bông giấy tiếp theo. Khi nào mà cây nó đã phát triển ổn định thì mình sẽ tiến hành mình ghép. Cuối cùng là mình sẽ sử dụng cái lưới đen để mình che cây lại ha mọi người. Mình che lại cho nó giảm tăng cái tỷ lệ sống sót của nó lên. Tại vì cây như thế này nó khá là yếu. Những cây sau thì có thể mình sẽ sử dụng cái chậu để mình dưỡng ha mọi người. Dưỡng cho nó thành thục, nó cứng cáp mình mới đem ra. Chung là cây nào mình cảm giác rễ nó nhiều thì mình sẽ trồng hẳn ra luôn ha mọi người. Ở đây thì còn khá là nhiều bầu. Mình chiết giờ tới cuối năm chắc sẽ đủ những cái cây cột hàng rào của mình đó mọi người. Thì bye bye. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha.